chăng niềm vui của những người dọn đến ngôi nhà mới mà chúng tôi vừa xây xong. Và em thân yêu ơi, ngày mai chúng ta lại lên đường đến những chân trời mới. Niềm vui của đôi ta về ngôi nhà thầm mong ước đã chan hòa trong niềm vui chung như nước sông ra biển lớn. Bạn đời ơi, hãy tin hãy yêu và hát cùng chúng tôi, những người thợ xây tin yêu cuộc đời mới. Trong khói bom dưới ánh trăng suốt bốn mùa tôi vẫn xây tiếng hát vui cho chúng tôi, tiếng hát vui cho các bạn, cho ngày nay, cho ngày mai, cho một ngày sau, cho ngày nay, cho ngày mai, cho một ngày sau. Chăng niềm vui của những người dọn đến ngôi nhà mới mà chúng tôi vừa xây xong. Và em thân yêu ơi, ngày mai chúng ta lại lên đường đến những chân trời mới. Niềm vui của đôi ta về ngôi nhà thầm mong ước đã chan hòa trong niềm vui chung như nước sông ra biển lớn. Bạn đời ơi, hãy tin hãy yêu và hát cùng chúng tôi, những người thợ xây tin yêu cuộc đời mới. Trong khói bom dưới ánh trăng suốt bốn mùa tôi vẫn xây tiếng hát vui cho chúng tôi, tiếng hát vui cho các bạn, cho ngày nay, cho ngày mai, cho một đời sau, cho ngày nay, cho ngày mai, cho một đời sau. Bạn đời ơi, hãy tin hãy yêu và hát cùng chúng tôi, những người thợ xây tin yêu cuộc đời mới. Trong khói bom dưới ánh trăng suốt bốn mùa tôi vẫn tiếng hát vui cho chúng tôi, tiếng hát vui cho các bạn, cho ngày nay, cho ngày mai, cho muôn đời sau, cho ngày nay, cho ngày mai, cho muôn đời. Trái tim yêu thật nồng say, vui sung vầy.
đón thêm bao điều bình an, chúc nhau không phiền lo, gia đình luôn ấm no. Chúc nhau nhiều điều may, trái tim yêu thật nồng say, vui sung vầy đón Tết này. Mùa xuân mê mang bình an qua đây, người người cùng đón Tết xuân về đây. Nắng xuân tô hồng trời mây, pháo hoa reo mừng xuân quây quần bên bánh trưng. Từ ngày hai đứa yêu nhau mòn ước thật nhiều, từ ngày hai đứa yêu nhau lòng ước bao nhiêu, mong và hai đứa con chỉ là quá xa xôi. Ta mơ một mái nhà tranh, ta mơ một túp lều tình, đời mình đẹp mãi có em và anh, đời mình đẹp mãi với túp lều tranh. Rồi mình đi kiếm liễu xanh mình kết làm mày, rồi mình sinh khóm trúc sinh trồng hết chung quanh. Ngoài vườn hoa cúc hoa mai nào khác chi tranh, ban mai mình ngắm màu hoa, đêm đêm mình ngắm chị Hằng, dù nghèo cuộc sống vẫn thêm hào hoa. Đời mình đẹp quá có ai bằng ta. Túp lều lý tưởng của anh và của em, túp lều lý tưởng của anh và của em, túp lều lý tưởng đó ta xây bằng duyên bằng tình. Không ai mà yêu bằng mình khi ta đứng nhìn một đàn con sinh. Tình mình không chắc sẽ mua hạnh phúc bằng tiền, vì tiền chưa chắc đã cho cuộc sống như tiền. Tình nghèo hai đứa mà chỉ bấy nhiêu thôi. Ta mơ một mái nhà tranh, ta mơ một túp lều tình, đời mình đẹp mãi có em và anh, đời mình đẹp mãi với túp lều tranh.
long long cúc cờ chít chạm thùng mì on cùng một bên mi ma nè phong ai ông mày đây lên nên bình gấp cả biển xuân phong rong sẽ ăn tầm này này nam ở sân ở chít chạm gặp nhiều người của đây bóng lây lướt mắt ai từ ma từ tiếng nắng gót sàn rồi đây khi đang ở chít chạm gặp nhiều người của đây từ mốt sắc một lòng ít nọ lục cực nan cúc cờ tăng sàn chấp chấp về chuyện tây kiến an vì một lời mắt sân ở chít chạm gặp nhiều người của đây cúc sapan giữa sờ bóng chít chạm thêm một lời mắt vừa nay chỉ chẳng thể chẳng lại ai đang thò dạ em đang thò dạ du phúc lấy phù chân vẫn liên oan ắt cùng một ta ở chỉ chẳng gặp người được phù tây tờ ra ung bị mật độ bộ bị lam đang ra phù chim xin nít nặng đề cả đây nà con ắt tâm lật ngả ma nặng đề cả đây ắt vẫn làm được sang chẳng lấy hết bức cờ tăng sang dốc gặp nhiều chuyện tinh biến ăn vì một lời mà ước giang cho ma giang đây làm từ bên một lời chuyện tinh nà nên hồi nay cờ tì các cố sang âm thủy âm thủy vì cậu mọi anh ông có ai lấy để mặn vẫn em có họ bộ đề ra em ta bộ mặn là bộ cô từ các anh kết cho đoạn đạo pha tiến lên nha tiền công chắc chung ở một thầu ta tới hiện nay thì cậu tìm cọng dinh sự có sang bộ lấy chặt xem em đi mà tìm một ngày từ trong mới cậu tìm các cơ sang thì cậu ở chỉ chẳng gặp nhiều điều đây trong đoạn đạo ma em tìm ngang kiếm tôi đi bộ gì đi bộ. Và kính thưa quý vị quý chị và các bạn thân mến, chúng ta đang sống và bước đi những giây phút hân hoan tuyệt vời nhất của những năm tháng trên mảnh đất Tây Nguyên. Và kính thưa quý vị, và ngày hôm nay là ngày đặc biệt của gia đình Âm Ma Thủy ở Mỹ Thủy. Và kính thưa quý vị, ngày hôm nay thực sự hiện diện đông đủ của toàn thể quý vị. Và trong suốt ngày hôm nay, mưa to, gió lớn và tất cả quý vị khách quý của chúng ta đã bố trí thời gian vàng ngọc của mình để chúng ta cùng trở về đây để gửi lời chúc mừng cho buổi lễ tân gia của gia đình. Đó là niềm vui hân hạnh của gia đình chúng tôi trong ngày hôm nay. Và kính thưa quý vị, quý chị và các bạn thân mến, tục ngữ Việt Nam ta thường có câu tỏ trong ta tìm mình một công việc để nuôi sống bản thân. Hỏi vợ cũng là điều rất quan trọng nhất, người phút nắm tay người mình yêu thương. Và trong ngày hôm nay tất cả quý vị khách cùng với chúng ta để với chút thời gian vào một cùng mình để chúng ta cùng trở về đây. Đó là thầy có phải chúng ta bằng giờ những phút vào những phút thi đấu để chúng ta từng chào đón giao chủ của những người mới hôm nay. Và kính thưa quý vị, quý chị và các bạn thân mến, niềm vui thì vui đến ngày lòng mất xeo trong vòng mệt mỏi với trời mà sao không nói những lời mắt tương tương với nụ cười tương vinh. Và ngày hôm nay gia đình vô cùng hạnh phúc hồi hộp không nói đến lời. Trước ngày thế sau này chúng tôi xin lời trân trọng kính mời vị đại diện của gia đình đó là Aman Niêm sẽ cùng trở về sân khấu để có đôi lời phát biểu trước khi nhất kể tới toàn thể quý vị khách quý của chúng ta đang hiện diện trong buổi trình hôm nay. Xin trân trọng kính mời Aman Niêm. Xin mời chúc chàng gặp nhiều niềm vui đây mong lời hợp mắt thì rồi nay sẽ vâng trong một cái lời thứ chân là chắc là chỉ chàng gặp nhiều niềm vui đây khoa đứng ra khang lên sân này có lẽ cái nào khẩn trương bước em cái nào cái lũ ra mong chỉ chàng gặp nhiều đây xinh xích chàng nắng cầm viên hoa vẫn kệ ông tay anh lông con cọp mà niêm chẳng thấy tất cả nơi ai chẳng một lời thứ chân là chắc là chỉ chàng gặp nhiều và vâng những thủ công việc trên sân khấu của chúng ta đó là gia đình hạnh phúc nhất và bên cạnh đó là vì điều gì của gia đình và sau đây là xin mời gia đình chúng ta cùng chuẩn bị chào thật là đẹp toàn thể quý vị chúng ta trong ngày hôm nay được không nào? Sau nhịp đếm quân xin nhá, toàn thể quý vị chúng ta hãy dừng một tràng vỗ tay thật lớn và chúng ta bắt đầu nào, 1, 2, 3, chúng ta chào vỗ tay thật lớn, bắt đầu nhịp chúc mừng nhá. Và sau đây xin mời vị đại diện của gia đình sẽ có đôi lời phát biểu trước tình nhất kể tới toàn thể quý vị chúng ta trong buổi trưa ngày hôm nay. Xin mời em anh đi. Đây có câu gia đình mình thôi mà thôi, có căn thằng lưu lên là nên xin có cố luôn cái chi chàng. Là gặp vui rất này là nhìn mấy thui mà thui thì được bực sàn mới đâu cho nên còn mang mươi đã buồn tay bè quý đã buồn dễ dàng kể rê hệ tuôn bộ sông ta rất này vòng lại lên là nè kẻ linh gian cho nên lên có ếch mươi cầm mịt mà nết khoa hoàn đuồn buồn cài nghe nên anh ra này này có là sợ sẽ mấy thuy mà thuy này thì chọc rượu ngả mà tương thân lão e họ hàng việc anh có khai này chừng bò hay bùm nghe nhường kết cuộc thì ngã hay bực sơ vang sang sơ dừng nâng nộp nạ họa được chặt sẽ có anh huy gia đình nhau nghiên tin nó chọc rượu ngả mà ăn cái ngàn mà cho nên lên chi chàng gia đình như sắp ra xâm lê nay còn là anh mươi cái chi chàng rê tôn bộ rạ nè sắp ra xâm lê lê cho bựa ngạm hàm e kẻ ngàn ạp tìm lên đừng
ตัวนายตัวที่แสงรังว่าสนันรังนาคมยืนเป็นลูกดินนั่นนะสิ่งเล็กๆก็ผมเป็นนักดีกรักก็สร้างบอกเลยจังเล็กๆเลยนั่นก็จีจังกับยืนอยู่ปุ่นได้เล่นนั่นอาจจะไม่ก็ตีกรักก็สร้างจีจังกับยืนอยู่ปุ่นได้จังกับน้องมามแอกิงานก็ต้องมีปอจีมีปอพร้อมพร้อมไม่เป็นลูกแต่ถ้ารู้ปุ่นมีปอปุ่นนู้นมีปอร้องมีปอมีปอครูมจีจังกับยืนอยู่ปุ่นได้เล่นแอลังตาฟ้าลังจอกจังเดินนำไปทำตีกรักก็สร้างเรนัยอ่ะ Xin mời toàn thể quý vị, quý cô chú ta hãy giống như Livia, những lời nói của chúng ta đến quý vị để chúc cho cùng chúc cho nhau những điều tốt đẹp nhất và chúc cho gia chủ của chúng ta trong ngày hôm nay luôn luôn dồi dào sức khỏe và luôn thành công trong cuộc sống của mình. Xin mời toàn thể quý vị chúng ta cùng giống như Livia, Livia, Livia. Chuẩn bị chưa? Sau những điều kiện gì nha? Và chúng ta bắt đầu nào. Một, hai, ba, hai, ba. Vâng ạ, xin chân thành cảm ơn toàn thể quý vị rất là nhiều. Vâng ạ, và sau đây xin mời đã xuất hiện chúng ta cùng trở về bàn tiệc để trở thành lời chúc mừng của toàn thể quý vị khách quý của chúng ta trong buổi trưa ngày hôm nay. Chuyện tình yêu anh và em trên cao nguyên buồn thênh, sóng lắng đồng và từng chiều ta gặp nhau, chỉ còn mình em và anh say sưa trên đời ca, trao cho nhau chỉ vòng này là tình yêu đầu tiên. Chuyện tình yêu anh và em ngân nga nên lời ca vang lên trong khúc chiều, cùng mùa xuân ta gần nhau. Chiều từng chiều anh gần em, anh thương em nhiều lắm, bao yêu thương ôm ấp này trọn đời anh xin tặng em. Tình yêu sẽ sáng mãi.
Hãy
rồi khi nhớ khi buồn lẻ loi không đường tâm nào nhà tôi đã bay khi đang say tình yêu mới em có còn nhớ chuyện ngày xưa.
tên con, giọt máu nó cha đã ước. Chờ mong con mau lớn hơn, đời hào phóng về xa, chào hãy sống biết ước mơ. Ai cũng có một thời trẻ dại, đưa từ vàng xa tan đó xuống bay, đỡ kia chân trời xa. Hôm nào hay thank you.
Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.